Theo thống kê sơ bộ, hiện nay cả nước có 42 trên 63 tỉnh thành có nuôi chim yến, với tổng số hơn 8.300 nhà yến, nhiều nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, hiện nay có gần 1.100 nhà nuôi yến với tổng đàn hơn 452.000 con. Nuôi và khai thác chim yến là một nghề phát triển khá mạnh. Các sản phẩm yến xào không những có giá trị dinh dưỡng cao mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao, với mức giá xuất khẩu chủ yếu từ 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ một kg. Tuy nhiên, nhà nuôi yến được người dân xây dựng theo kiểu tự phát, đến nay vẫn chưa có quy định pháp lý nào cho nghề này, từ quy cách xây dựng đến vấn đề xử lý vệ sinh, tiếng ồn, quản lý dịch bệnh và cả việc đánh giá về hiệu quả kinh tế của nghề. Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng tiềm năng và triển vọng phát triển nghề nuôi chim yến ở nước ta rất lớn, tuy nhiên hiện nay việc quản lý điều kiện nuôi với đối tượng này còn thiếu, chưa kiểm soát được chặt chẽ số lượng chim yến gây nuôi và sản lượng sản phẩm, chưa có quy định về điều kiện chuồng trại phù hợp với tập tính Việc mua, bán, thương mại sản phẩm tổ yến còn chưa có thị trường ổn định, nhiều khi bị ép giá. Nhiều sản phẩm chủ yếu xuất khẩu dưới dạng sản phẩm thô nên giá trị chưa cao. Chính vì vậy trong thời gian tới, Bạc Liêu sẽ xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng trong phát triển kinh tế từ ngành nghề này, từ đó có những giải pháp khuyến cáo cũng như quy định tạm thời tránh làm ảnh hưởng đến môi trường, ô nhiễm âm thanh.